Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn đến với cái tính chất của tổng hai vectơ. Tổng hai vectơ thì đây là những tính chất các bạn nào mà muốn chứng minh thì các bạn có thể comment mình nha. Còn cái này mình chủ yếu tổng kết lại cái tính chất của cái hình tính chất của tổng hai vectơ thôi. Ví dụ vectơ A cộng vectơ B sẽ bằng vectơ B cộng vectơ A. Vậy tính chất này được gọi là đổi chỗ, theo từ chuyên dụng hàng ngày gọi là đổi chỗ cho nhau, hay trong toán học người ta gọi là tính chất giao hoán. Giao hoán được chưa, hình dung chưa? Đây gọi là tính chất giao hoán. Tính chất thứ hai đó là tính chất kết hợp, vectơ A cộng vectơ B cộng vectơ C sẽ bằng là vectơ A cộng vectơ B cộng với C, đúng không ạ? Đây gọi là tính chất kết hợp, được chưa? Kết hợp có ba thằng thì sẽ chia được làm hai nhóm, nhóm một thằng, nhóm hai thằng, được chưa? Nhóm một thằng, nhóm hai thằng, vậy thôi, gọi là tính chất kết hợp thôi, được chưa? Hay còn gọi là tính chất kết hợp nhóm, hay còn gọi là phân nhóm, hay còn gọi là chia nhóm, được chưa? Tính chất thứ ba là cộng vectơ A cộng với vectơ không thì sẽ bằng vectơ không cộng vectơ A. Đây gọi là tính chất giao hoán. Và đặc điểm của vectơ A cộng với vectơ không sẽ bằng vectơ A. Vậy nói nôm na, khi một vectơ mà cộng cho một vectơ không thì nó ra chín, chín nó, hay nói nôm na, một cộng không ra một, hai cộng không ra hai, ba cộng không ra ba, bốn cộng không ra bốn, được chưa? Vậy nói nôm na, ở trong vectơ thì vectơ không hàm ý giống như là số không trong đại số vậy. 2 cộng 0 là 2, 4 cộng 0 bằng 4. Vậy số nào cộng cho số 0 cũng bằng ra 9, 9 đó, được chưa? Đây gọi là tính chất của vector không. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha. Đây là cái bài tính chất của vector không. Các bạn nào mà muốn thắc mắc cái gì các bạn có thể comment nha, mình sẽ trả lời lại sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Sau bài này mình sẽ hướng dẫn với tất cả các bạn đó được gọi là hiệu của hai vector.